chương 1, 1, câu water, mên 14 tháng trước. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Những đầu nhọn của cành táo gai loạt soạt cào vào lớp kính ngoài cửa sổ sau lưng Harrison Gray. Ông gấp mép trang sách đang đọc giờ, không thể tập trung đọc tiếp trong tiếng ồn khó chịu như thế. Một cơn gió xuân thịnh nộ thổi dập ngôi nhà chạy suốt đêm, rít rú điên cuồng, khiến những cánh cửa chớp liên tục đập huỳnh huỳnh vào tấm ván tre, đã sang tháng 3, nhưng Harrison thừa biết tiết xuân vẫn chỉ là một khái niệm nhen nhóm trong tiềm thức. Với cơn gió bão đang giàn dạt thổi tới, ông sẽ không ngạc nhiên khi thấy miền quê này đóng băng trắng xóa vào buổi sáng. Để át đi tiếng gió rít Harrison bấm nút điều khiển từ xa, bật bản Ombre Maifu của Bononcini. Rồi ông cho thêm một khúc củi nữa vào lò sưởi, tự hỏi mình, không biết đã bao lần rằng liệu ông có mua ngôi nhà trại này không nếu ông biết nó tốn nhiều nhiên liệu đến thế để sưởi ấm một căn phòng nhỏ. Chưa kể toàn bộ 9 căn phòng. Điện thoại réo vang, Harrison nhấc điện thoại lên khi nó chưa kịp reo hết hồi chuông thứ hai, nghĩ rằng sẽ nghe thấy giọng cô bạn thân của con gái người có thói quen phiền phức là gọi điện vào lúc đêm hôm khuya khoát nếu hôm sau là hạn cuối phải nộp bài tập về nhà. Một hơi thở gấp gáp vang lên trong tai ông trước khi một giọng nói cất lên át tiếng tạp âm. Chúng ta cần gặp nhau. Bao lâu nữa thì anh có thể đến được đây? Giọng nói phảng phất bên tai Harrison, một bóng ma trong quá khứ của ông, khiến ông ớn lạnh đã lâu rồi ông chưa nghe thấy giọng nói đó và việc nghe thấy nó chỉ có nghĩa là có chuyện gì đó bất ổn cực kỳ bất ổn ông nhận thấy ống nghe trong tay mình nhơm nhớp mồ hôi toàn thân ông cứng đờ một tiếng nữa ông trả lời thẳng thừng ông từ từ đặt điện thoại xuống ông nhắm mắt tâm trí miễn cưỡng hồi tưởng lại 15 năm trước, đã có lần ông từng thấy ớn lạnh trước tiếng chuông điện thoại như thế này, từng dây kêu tích tắc như tiếng trống khi ông đợi giọng nói ở đầu dây bên kia cất tiếng. Năm tháng qua đi trong yên bình, cuối cùng ông tin rằng mình đã rũ bỏ được những bí mật trong quá khứ. Ông là người có một cuộc sống bình thường, một gia đình hạnh phúc. Một người đàn ông không phải sợ hãi điều gì cả. Trong bếp, bên bồn rửa, Harrison tự rót cho mình một ly nước và ngửa cổ uống cạn. Bên ngoài, trời tối mịt, bóng phản chiếu nhợt nhạt của ông chằm chằm nhìn lại ông từ ô cửa sổ trước mặt. Harrison gật đầu, như thể tự nói với mình rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhưng ánh mắt ông cho thấy đó giặt là những lời nói dối. Ông nới lỏng cà vạt để bớt ngột ngạt và rót ly nước thứ hai. Nước nghẹn ứ trong cổ họng, trực trào ngược lên ông đặt ly vào trong bồn rửa, với lấy chìa khóa xe trên kệ bếp, do dự một lúc như thể đổi ý, Harrison tấp xe vào lề đường và tắt đèn pha. Trong bóng tối, miệng ông phả ra những làn khói mỏng, ông nhìn dãy nhà xây bằng gạch siêu vẹo trong một khu vực dơ giấy ở Portland. Đã hàng năm trời chính xác là 15 năm ông chưa đặt chân vào khu vực này, và dựa vào cái trí nhớ tồi tệ của ông, ông không chắc mình đã đến đúng chỗ ông mở ngăn để đồ trên xe và lấy ra một mảnh giấy đã ố vàng. 1565 Monroe. Ông định ra khỏi xe, nhưng sự tĩnh mịch nơi phố xá khiến ông lo ngại. Ông thò tay xuống dưới chỗ ngồi của mình, lấy ra một khẩu Smith và Wesson đã nạp đạn và dắt nó vào sau cặp quần. Ông chưa hề chĩa súng vào ai từ hồi học đại học, cũng chưa bao giờ đến một trường bắn ý nghĩ sáng suốt duy nhất trong cái đầu đang ong ong của ông lúc này là ông hy vọng đêm nay sẽ không phải động đến xuống tiếng gót giày của harrison khua vang trên vỉa hè vắng bóng người nhưng ông lờ đi âm thanh ấy thay vào đó ông tập trung sự chú ý vào những cái bóng được hắt xuống nhờ ánh trăng bàng bạc Thu mình sâu hơn trong chiếc áo choàng, ông đi ngang qua những khoảnh sân nhỏ hẹp được ngăn cách bằng những hàng rào mắt cáo, những ngôi nhà ở đầu kia của chúng tối tăm và im lặng một cách kỳ quái. Đã hai lần ông có cảm giác như đang bị theo dõi, nhưng khi ngoảnh lại, tuyệt không thấy bóng dáng nào. Đến số nhà 1565 phố Monroe, ông đi qua cổng và vòng ra phía sau ngôi nhà. Ông gõ cửa một lần và thấy một cái bóng di chuyển đằng sau những tấm rèm đăng ten. Cánh cửa hé mở, "Tôi đây," Harrison nói nhỏ. Cửa mở chỉ vừa đủ để ông lách vào. "Anh có bị theo dõi không?" Người kia hỏi. "Không, con bé đang gặp rắc rối." Tim Harrison đập dồn dập. Rắc rối thế nào? Khi nó bước sang tuổi 16, hắn sẽ đến tìm nó. Anh cần mang con bé đi thật xa một nơi hắn sẽ không bao giờ tìm được con bé. Harrison lắc đầu, tôi không hiểu, một cái chừng mắt giữ tợn cắt ngang lời ông. Khi chúng ta thỏa thuận, tôi đã bảo anh sẽ có những điều anh không hiểu được. 16 là một độ tuổi đáng nguyền rùa trong thế giới của tôi. Đó là tất cả những gì anh cần biết, ông ta kết thúc câu một cách cộc lốc. Hai người đàn ông nhìn nhau, cho đến khi Harrison thận trọng gật đầu anh phải xóa mọi dấu vết người kia nói đến bất cứ nơi nào anh cũng phải bắt đầu lại từ đầu không ai được biết anh đến từ men không một ai hắn sẽ không ngừng tìm kiếm con bé anh hiểu không tôi hiểu nhưng còn vợ ông còn nora họ có hiểu không mắt harrison đã quen với bóng tối và ông ngỡ ngàng nhận thấy người đàn ông đứng trước mặt ông dường như không già đi chút nào so với lần cuối họ gặp nhau chính xác thì ông ta không già đi chút nào so với hồi học đại học khi họ được xếp ở chung một phòng và nhanh chóng trở thành bạn thân. Phải chăng là do bóng tối? Harrison thắc mắc, ông không còn cách giải thích nào khác. Tuy nhiên, có một điều đã thay đổi. Đáy cổ họng bạn ông có một vết sẹo nhỏ. Harrison nhìn gần hơn vào vết sẹo đó và giật mình lùi lại. Một vết bỏng, gồ lên và bóng nhảy, không lớn hơn một đồng 25 xu nó có hình dạng một nắm đấm đang siết chặt harrison kinh hãi khi thấy bạn mình đã bị đóng dấu như một con da súc bạn ông nhận thấy cái nhìn chằm chằm của harrison ánh mắt ông ta trở nên nghiêm khắc phòng thủ có những người muốn hủy hoại tôi họ muốn làm tôi nhụt trí và biến tôi thành kẻ mất nhân tính cùng với một người bạn đáng tin cậy tôi đã lập nên một hội riêng càng ngày càng có nhiều người được kết nạp Ông ta dừng lại nửa chừng, như thể không chắc mình nên nói thêm bao nhiêu, rồi đột ngột kết thúc câu, "Chúng tôi lập nên hội này để bảo vệ chính chúng tôi và tôi đã thề trung thành với nó." "Nếu anh vẫn còn hiểu rõ tôi như anh đã từng, anh biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ những quyền lợi của tôi." Ông ta dừng lại và nói thêm, gần như lơ đãng, "Cả tương lai của tôi nữa." Họ đã đóng dấu anh, Harrison nói, hy vọng bạn ông không nhận thấy sự ghê sợ đang lan khắp người ông. Bạn ông chỉ nhìn ông. Sau một thoáng, Harrison gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ngay cả khi ông không chấp nhận điều đó. Ông càng biết ít thì càng tốt cho ông. Bạn ông đã nói rõ điều đó quá nhiều lần đến nỗi ông không thể đếm xuể. Tôi có thể làm gì khác không? Chỉ cần giữ con bé an toàn. Harrison đẩy gọng kính trên sống mũi lên. Ông bắt đầu vụng về nói, "Tôi nghĩ có thể anh muốn biết rằng con bé đã lớn lên khỏe mạnh. Chúng tôi đặt tên cho nó là No." "Tôi không muốn nghe nhắc đến tên con bé," bạn ông giận dữ ngắt lời. "Tôi đã làm tất cả những gì có thể để loại bỏ điều đó ra khỏi tâm trí. Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về con bé." tôi muốn trí óc tôi không còn chút dấu vết nào của nó do đó tôi chẳng còn gì để dâng lên cho thằng khốn kiếp đó ông ta quay lưng và harrison hiểu rằng cuộc đối thoại đã kết thúc harrison đứng lại một lát biết bao câu hỏi trực thoát ra khỏi đầu lưỡi nhưng đồng thời ông cũng biết ép buộc người khác chẳng mang lại điều gì tốt đẹp kìm chế lại nhu cầu tìm hiểu về thế giới hắc ám mà con gái ông không đáng phải thuộc về này ông bước ra ngoài mới đi được nửa dãy phố thì ông nghe thấy một tiếng súng xé tan màn đêm theo bản năng harrison cúi thấp người xuống và quay lại nhìn bạn ông một phát súng nữa và không nghĩ ngợi gì ông chạy hết tốc lực về phía ngôi nhà ông lao qua cổng và vòng sang mảnh sân bên hông nhà ông đang định rẽ tiếp ở khúc ngoặt cuối cùng thì nghe thấy những tiếng tranh cãi nên lập tức ngừng lại dù trời rất lạnh nhưng ông vẫn toát mồ hôi. Sân sau chìm trong bóng tối mịt mùng, và ông nhích từng bước dọc theo bức tường của khu vườn, cẩn thận tránh đá phải những viên đá nhỏ để khỏi bị lộ. Cho đến khi cửa sau của ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt. Cơ hội cuối cùng, một giọng nói lạ điềm tĩnh, nhẹ nhàng cất lên. Cút xuống địa ngục đi, bạn ông lào báo. Phát súng thứ ba, bạn ông rú lên vì đau, và kẻ bắn súng quát hỏi. Con bé đâu? Tim Harrison đập thình thịch, ông biết mình phải làm gì đó. Chỉ chậm 5 giây thôi cũng sẽ là quá muộn. Ông đưa tay xuống thắt lưng và rút súng. Cầm súng bằng cả hai tay cho chắc, ông đi qua cửa tiếp cận kẻ bắn súng có mái tóc đen từ đằng sau. Harrison thấy bạn mình ở phía bên kia của tên bắn súng, nhưng khi mắt họ giao nhau, vẻ mặt bạn ông đầy hoảng hốt. Đi đi. Harrison nghe thấy mệnh lệnh của bạn mình vang lên như tiếng chuông bên tai và trong một thoáng ông tin rằng chính bạn ông đã hét lên câu đó nhưng khi kẻ bắn súng không ngạc nhiên quay lại Harrison bối rối nhận ra rằng giọng của bạn mình chỉ là những âm thanh vang vọng trong đầu ông không Harrison đáp lại bằng ý nghĩ với một cái lắc đầu lặng lẽ lòng trung thành của ông đã đè bẹp những gì ông không thể hiểu nổi đây là người đàn ông đã cùng ông trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời người đã giới thiệu ông với vợ ông ông sẽ không bỏ ông ta lại đây một mình với một kẻ giết người harrison siết cỏ ông nghe tiếng súng nổ chói tai và đợi kẻ bắn súng gục xuống harrison bắn thêm phát nữa và một phát nữa gã thanh niên tóc đen từ từ quay lại lần đầu tiên trong đời harrison thấy hoảng sợ thực sự sợ gã thanh niên cầm súng đang đứng trước mặt ông sợ cái chết sợ những gì sẽ xảy ra cho gia đình ông ông cảm thấy những phát đạn xuyên qua người mình như xé tan cơ thể ông thành trăm mảnh ông quỳ xuống ông thấy khuôn mặt vợ ông mở ảo trước mặt sau đó là khuôn mặt con gái ông ông mở miệng trực thốt ra tên họ và cố tìm cách nói rằng ông yêu họ nhiều thế nào trước khi quá muộn gã thanh niên tóm lấy harrison lôi ông vào con ngõ đằng sau nhà harrison có thể cảm thấy sự tỉnh táo rời bỏ ông khi ông cố gắng đứng dậy nhưng không được ông không thể bỏ mặc con gái mình sẽ không còn ai bảo vệ con bé gã sát thủ tóc đen này sẽ tìm thấy nó và nếu bạn ông nói đúng giết nó ngươi là ai harrison hỏi những lời nói ấy khiến một phát đạn nữa xuyên qua ngực ông ông bám vào cái hy vọng rằng mình vẫn còn thời gian có lẽ ông có thể cảnh báo cho nora ở thế giới bên kia cái thế giới đang bao phủ ông như một nghìn chiếc lông vũ màu đen bay lơ lửng gã thanh niên quan sát harrison một lúc trước khi nụ cười nhạt nhòa nhất phá vỡ vẻ lạnh lùng trên gương mặt gã ông nghĩ sai rồi đã hoàn toàn quá muộn harrison ngẩng phát lên giật mình khi tên sát nhân đoán được những ý nghĩ của ông và không thể ngừng thắc mắc rằng gã đã đứng như thế này bao nhiêu lần để đoán những ý nghĩ cuối cùng của một người đàn ông đang hấp hối. Chắc chắn không phải là ít. Như thể để chứng minh rằng mình thành thạo thế nào, gã thanh niên chĩa khẩu súng vào ông không chút do dự và Harrison nhận ra ông đang nhìn chằm chằm vào nòng súng. Ánh lửa lóe lên khi viên đạn được bắn ra và đó là hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy. Chương 1 2 Bãi biển Delphic, mên ngày nay, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Bách đang đứng sau tôi, bàn tay đặt trên hông tôi, cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng. Anh cao 1 m 85 và có vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh đến mức ngay cả chiếc quần jean rộng thùng thình và chiếc áo phông cũng không che giấu nổi. Mái tóc anh đen thẫm như màn đêm, đôi mắt cũng đen thăm thẳm nụ cười quyến rũ nơi anh gợi nhắc đến những rắc rối, nhưng tôi đã quyết định rằng không phải rắc rối nào cũng là không tốt. Trên đầu chúng tôi, pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, vẩy từng luồng sắc màu xuống đại Tây Dương. Đám đông liên tục thốt lên những tiếng ồ à. Đã cuối tháng 6, bang mên đang bước vào hè, chào mừng sự khởi đầu của hai tháng đầy ánh nắng mặt trời, cát và khách du lịch với những túi tiền nặng trịch tôi đã đăng ký một khóa học hè môn hóa học và chủ định để bách độc chiếm phần thời gian rảnh rỗi còn lại của tôi. Sở cứu hỏa đang tổ chức bắn pháo hoa trên một bến tàu cách bãi biển chỗ chúng tôi đứng chưa đến 200 thước và tôi cảm thấy mỗi cú bắn như làm rung chuyển cả đám cát dưới chân tôi. Những con sóng thi nhau xô vào bãi biển dưới chân đồi và tiếng nhạc hội hè ngân vang vui vẻ mùi kẹo bông bỏng ngô và thịt nướng thơm lừng trong không khí khiến bụng tôi kêu réo nhắc rằng tôi chưa ăn gì từ bữa trưa em sẽ ăn một cái hamburger format tôi bảo bách anh muốn ăn gì không không em à tôi mỉm cười sao nào bách cưng đang đùa em đấy à bách hôn lên đỉnh đầu tôi anh chưa muốn ăn anh sẽ đi mua hamburger format cho em ở lại ngắm pháo hoa nốt cưng nhé tôi ngoắc tay vào một cái đĩa quần của anh để ngăn anh lại. Cảm ơn anh nhưng em sẽ đi mua. Em không thể chịu được cái cảm giác tội lỗi. Bách nhướng mày đầy nghi vấn. Lần cuối cô nhân viên bán hàng ở quầy hamburger để anh trả tiền là khi nào hả? Mới đây thôi, chưa bao giờ thì có. Cứ ở lại đây đi. Nếu cô ta nhìn anh, em sẽ dằn vặt suốt đêm mất. Bách mở ví và rút ra một tờ 20 đô la. Bầu ơ cho cô ta một khoản kha khá nhé. Đến lượt tôi nhướng mày. Có phải anh đang cố chuộc lại tất cả những lần anh ăn miễn phí không đấy? Lần trước khi anh trả tiền, cô ta đã đuổi theo anh và nhét tiền vào túi quần anh. Anh chỉ đang cố tránh một sự đụng chạm sờ mó như thế nữa thôi mà. Nghe như là dựng chuyện, nhưng vì tôi đã quá hiểu bách nên điều đó có lẽ là sự thật. Tôi dõi mắt lùng tìm khúc đuôi của hàng người như rồng rắn đang ôm vòng quầy bán hamburger và thấy nó nằm gần lối vào của trò vòng quay ngựa gỗ trong nhà. Nhìn hàng người dài rằng giặc ấy, tôi đoán chắc mình phải chờ 15 phút mới mua được thức ăn mất. Một quầy hamburger cho cả bãi biển, chẳng giống kiểu Mỹ chút nào. Sau vài phút sốt ruột chờ đợi, khi đang nhìn quanh có lẽ là lần thứ 10 vì buồn chán, tôi thấy Mark Che Miller đứng sau tôi hai người. Mark Che và tôi học cùng nhau từ thời mẫu giáo, và hơn 11 năm qua tôi đã nhẵn mặt nó đến mức chẳng buồn nhớ. Vì nó, cả trường đã thấy nội y của tôi nhiều hơn mức cần thiết. Ở trường cấp 2, việc làm thường xuyên của Mark Che là ăn cắp áo lót từ tủ để đồ trong phòng thể dục của tôi và đính nó lên bảng tin bên ngoài văn phòng chính. Nhưng thi thoảng nó sáng tạo hơn và dùng cái áo lót đó như một vật thể trung tâm ở căng tin cả hai bầu ngực áo cỡ A của tôi đều được đổ đầy pudding vani và trên đỉnh của nó còn được cắm thêm những quả mứt anh đáo. Xuất sắc tôi biết, váy của Mark Che nhỏ hơn hai cỡ và ngắn hơn cả chục phân. Tóc nó màu hung đỏ và thân hình như một que kem chỉ cần quay nghiêng người là người ta hầu như chẳng còn nhìn thấy nó đâu nữa. Nếu có một bảng ghi tỷ số theo dõi những lần thắng và thua giữa chúng tôi, tôi chắc chắn Mark Che sẽ gấp đôi điểm tôi chào, tôi nói, vô tình bắt gặp ánh mắt nó và chẳng còn cách nào khác ngoài việc cất tiếng chào cọc lốc nhất. Chào, nó đáp lại với giọng nói tỏ vẻ lịch sự. Nhìn thấy mác tre ở bãi biển Delphic tối nay cũng giống như đang chơi trò bức tranh này có điểm gì không ổn. Bố mác tre là chủ của một đại lý Toyota ở Cowater, gia đình nó sống trong một khu thượng lưu và gia đình Miller rất hãnh diện vì là những công dân duy nhất của câu Water được hoan nghênh vào câu lạc bộ du thuyền Harrisick đầy uy tín. Ngay lúc này, có lẽ bố mẹ Mark Che đang ở Freeport lướt thuyền buồm và ăn món cá hôi. Ngược lại, Delphic là một bãi biển ổ chuột. Ý nghĩ về một câu lạc bộ du thuyền quả là nực cười. Nhà hàng duy nhất ở đây chính là cái quầy hamburger màu trắng với lựa chọn của bạn là nước sốt hay mù tạt. Và một ngày may mắn, có thể có thêm cả khoai tây chiên nữa. Những trò giải trí thú vị ở đây chỉ có điện tử xèng và ô tô điện đụng đầu và khi trời tối, bãi đỗ xe được biết đến là nơi bán nhiều ma túy hơn bất cứ hiệu thuốc nào. Đây không phải nơi mà ông bà Miller muốn con gái mình đặt chân tới. Cái hàng này có thể xê dịch chậm đến mức nào nữa, hả mọi người, Mark Tre gọi với lên phía trên. Vài người ở đây đang chết đói rồi này chỉ có một nhân viên bán hàng ở quầy thôi, tôi bảo nó. Thế à, họ nên thuê nhiều nhân viên hơn chứ? Theo luật cung cầu, căn cứ vào điểm trung bình, Mark Che là người cuối cùng nên nhắc đến môn kinh tế. Mười phút sau, tôi đã tiến sát quầy hamburger đến mức nhìn thấy cả chữ mù tạt viết bằng bút dạ màu đen trên cái chai màu vàng. Sau lưng tôi Mark Che liên tục đổi chân và thở dài. Đói chết đi được, nó phản nàn anh chàng đứng trước tôi trong hàng trả tiền và mang đồ ăn đi một hamburger format và một cốc tôi nói với cô bán hàng trong khi cô ta làm bánh cho tôi tôi quay lại mác tre cậu đi với ai đấy tôi thực sự chẳng quan tâm lắm đến chuyện nó đi cùng ai bởi vì chúng tôi không có người bạn chung nào cả tôi chỉ hỏi thế theo phép lịch sự và lại, hàng tuần nay Mark Che cũng không công khai làm gì khiếm nhã với tôi, và 15 phút qua chúng tôi đứng cạnh nhau tương đối yên bình. Có lẽ đây là sự khởi đầu của thời kỳ đình chiến. Những chuyện cũ đã trôi vào dĩ vãng. Mark Che ngáp dài, như thể nói chuyện với tôi còn đáng chán hơn việc đứng đợi trong hàng và nhìn vào gáy người khác. Không có ý gì đâu, nhưng tôi không có hứng thú nói chuyện. Tôi có cảm tưởng như mình đã đứng xếp hàng đến 5 tiếng đồng hồ rồi ấy, chờ đợi một con nhỏ hậu đậu rõ ràng không thể làm hai cái bánh hamburger một lúc. Cô bán hàng đang lúi húi bóc những miếng thịt đã chế biến sẵn khỏi lớp giấy bao, nhưng tôi biết cô ta có nghe thấy lời Mark Che nói. Có lẽ cô ta cũng căm ghét công việc của mình. Có lẽ cô ta đã bí mật nhổ vào miếng thịt khi quay lưng lại phía chúng tôi tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hết ca làm việc cô ta đi ra ô tô và khóc bố cậu không phản đối việc cậu đến bãi biển delphic chơi à tôi hỏi mark tre khẽ nheo mắt có thể làm tổn hại đến thanh danh nhà miller đấy nhất là khi bố cậu đã được nhận vào câu lạc bộ du thuyền harasic Kid. vẻ mặt mark tre đanh lại tôi nghĩ bố cậu chẳng bận tâm chuyện cậu đến đây đâu ồ đợi đã đúng rồi ông ấy chết rồi mà tôi lập tức chết lặng khi nghe thấy lời nó nói sau đó là cảm giác phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của nó nỗi tức giận dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng tôi sao thế nó nhún một bên vai ông ấy chết rồi đó là sự thật cậu muốn tôi nói dối về chuyện đó à tôi đã từng làm gì có lỗi với cậu hay sao việc cậu có mặt ở trên đời này đã là đắc tội với tôi rồi sự vô tâm của nó khiến tôi tức phát điên đến mức tôi không thèm, phản pháo. Tôi chộp lấy chiếc bánh hamburger format và cốc cốc trên quầy đặt vào đó tờ 20 đô la. Tôi rất muốn quay lại ngay với Bách nhưng đây là chuyện giữa tôi và Mark Che. Nếu bây giờ tôi xuất hiện trước mặt Bách chỉ thoáng nhìn vẻ mặt tôi là anh sẽ biết có chuyện gì đó không ổn. Tôi không cần phải lôi anh vào chuyện này sau một thoáng tự chấn tĩnh lại, tôi thấy một cái ghế băng ngay gần quầy hamburger và lập tức ngồi xuống đó một cách duyên dáng nhất có thể, không muốn cho Mark che cái quyền phá hỏng buổi tối của tôi. Điều duy nhất khiến khoảnh khắc này tệ hơn là biết rằng nó đang quan sát thỏa mãn vì đã nhét tôi vào cái hố đen của sự tủi hơn. Tôi cắn một miếng bánh, nhưng cảm thấy mùi vị của nó thật đáng sợ. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là thịt của một sinh vật đã chết những con bò bị chết người cha đã mất của tôi tôi quẳng cái bánh vào thùng rác và cất bước cố nuốt nước mắt tôi khoanh chặt tay vội vã đi về phía nhà vệ sinh ở cuối bãi đỗ xe hy vọng có thể giấu mình sau cánh cửa của một buồng vệ sinh nào đó trước khi nước mắt trào ra bên ngoài nhà vệ sinh nữ đã có một hàng dài chờ đợi nhưng tôi cố len được qua cửa và đến đứng trước một trong những tấm gương bám bụi Chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trong 11 giây cuối cùng, tôi nằm úp mặt, chùm gối lên đầu. Cố dìm đi cái giọng oang oang của Jack Delaney từ chiếc radio báo thức đang đưa tin về tình hình xe cộ lưu thông trên đường phố khu trung tâm thành phố Portland. Tôi cũng cố chặn đứng cái phần lý lẽ trong não bộ tôi lúc ấy đang hò hét tôi dậy thay quần áo, hứa hẹn những hậu quả nếu tôi không làm thế nhưng phần thùy chán cảm xúc của não tôi đã thắng. Nó bám lấy giấc mơ của tôi hay đúng hơn, đối tượng trong giấc mơ của tôi. Anh có mái tóc gợn sóng đen nhánh và một nụ cười quyến rũ chết người. Lúc này, anh đang ngồi ngược trên mô tô và tôi ngồi đối diện anh, đầu gối chúng tôi chạm vào nhau. Tôi luồn tay vào trong áo anh, mơn trớn, kéo anh lại gần và hôn anh say đắm. Trong cơn phiêu bồng, bách cảm nhận được khi tôi hôn anh không chỉ về mặt cảm xúc mà là cảm giác hiện hữu thật sự hai cơ thể đụng chạm sờ mó nhau trong giấc mơ của tôi anh giống với một người phàm tục hơn là thiên thần thiên thần không thể cảm nhận qua xúc giác tôi biết nhưng trong giấc mơ của tôi tôi muốn bách cảm nhận được sự mềm mại cũng như nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt khi môi chúng tôi giao nhau tôi muốn anh cảm nhận được những ngón tay tôi đang lùa vào mái tóc anh tôi cần anh cảm thấy thứ từ trường mạnh mẽ và rõ rệt đang hút lấy từng phân tử trong cơ thể anh về phía tôi giống như tôi vậy bách luồn ngón tay xuống dưới chiếc dây truyền bạc ở cổ tôi sự đụng chạm khiến cơ thể tôi dùng mình vì một nỗi hoan lạc khe khẽ anh yêu em bách thì thầm áp những đầu ngón tay lên cái bụng rắn chắc của anh tôi vươn người về phía trước khẽ hôn nhẹ lên môi anh em yêu anh hơn chứ tôi vừa nói vừa mơn man miệng anh nhưng những lời nói ấy không thoát ra được chúng mắc lại trong họng tôi khi bách đợi tôi đáp lời nụ cười của anh xịu dần em yêu anh tôi thử lại một lần nữa những lời nói ấy vẫn bị mắc chặt vào bên trong vẻ mặt bách trở nên lo lắng anh yêu em nora anh lặp lại tôi gật đầu lia lịa nhưng anh đã ngoảnh đi anh nhảy xuống chiếc mô tô và bỏ đi mà không thèm ngoái lại em yêu anh Tôi hét với theo, em yêu anh, em yêu anh. Nhưng tôi như bị tống một đống cát vào họng, càng cố nói ra những lời ấy, cát càng chảy xuống cổ họng tôi nhanh hơn. Bách đang hòa mình vào đám đông. Màn đêm đột ngột phủ trùm lấy chúng tôi, và tôi hầu như không thể nhận ra chiếc áo sơ mi đen của anh giữa hàng trăm chiếc áo đen khác. Tôi đuổi theo anh, nhưng khi tôi túm được tay anh hóa ra đó lại là một người khác. Một cô gái trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ nét mặt cô ta nhưng tôi có thể nhận ra cô ta rất đẹp tôi yêu bách cô ta bảo tôi mỉm cười qua đôi môi tô son đỏ chót và tôi chẳng ngại ngùng nói ra điều ấy tôi đã nói điều ấy tôi cãi tối qua tôi đã nói với anh ấy tôi chạy qua cô ta quét mắt qua đám đông cho đến khi tôi trông thấy cái mũ bóng chảy màu xanh dương đặc trưng của bách tôi cuống cuồng chạy về phía anh và với tay nắm lấy tay anh anh quay lại nhưng anh đã biến thành cô gái xinh đẹp lúc nãy muộn rồi cô ta nói giờ tôi mới là người yêu bách bây giờ là enzy với bản tin thời tiết giọng nói vui vẻ của chắc delany nhai nhải bên tai tôi tôi choàng tỉnh trước từ thời tiết tôi nằm trên giường một lúc cố rũ bỏ cơn ác mộng vừa rồi và lấy lại ý thức Bản tin thời tiết phải được phát cách đây 20 phút chứ nhỉ, và tôi không thể nào nghe được nó trừ phi. Trường học hè, tôi đã ngủ quên, tôi hất tung cái chăn, chạy như bay đến tủ quần áo. Tôi luống cuống sỏ chân vào cái quần jean tôi đã vứt xuống đáy tủ tối hôm qua, trong cái áo phông trắng qua đầu và mặc thêm một cái áo len màu oải hương. Tôi bấm nhanh số của Bách nhưng sau ba hồi chuông, cuộc gọi của tôi bị chuyển đến hộp thư thoại của anh gọi cho em nhé, tôi nói. ngừng lại nửa giây để thắc mắc liệu có phải anh đang tránh mặt tôi sau lời tỏ tình của tôi tối qua không. tôi đã quyết định giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra cho đến khi nó trôi vào dĩ vãng và mọi chuyện trở lại bình thường. nhưng sau giấc mơ sáng nay, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể buông bỏ điều đó một cách dễ dàng đến thế hay không. có lẽ bách cũng cảm thấy như vậy nhưng dù thế nào thì bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Dù tôi có thể cam đoan rằng anh đã hứa sẽ đón tôi. Tôi buộc một cái băng đô lên tóc chộp lấy ba lô từ trên kệ bếp và lao vội qua cửa. Tôi dừng lại ở lối xe chạy đủ lâu để hét lên một tiếng bực tức trước phiến xi măng có kích thước 2 x 3 m nơi trước đây chiếc Fiat Spider 1979 của tôi thường đậu mẹ tôi đã bán chiếc spider để trả hóa đơn tiền điện quá hạn ba tháng và chữ trong tủ lạnh nhà tôi lượng thực phẩm đủ để nuôi chúng tôi đến hết tháng này bà thậm chí còn cho người giúp việc của nhà tôi dorothea người được coi là bà mẹ thứ hai của tôi thôi việc để giảm bớt chi phí nghĩ về hoàn cảnh đang điều khiển chúng tôi với vẻ căm hờn tôi quàng ba lô lên vai và bắt đầu đi bộ Phần lớn mọi người có thể nghĩ rằng căn nhà trại ở vùng nông thôn của bang Maine mà mẹ con tôi đang sống là hay hay, là lạ, nhưng sự thực thì chẳng có gì hay ho khi phải đi cả dặm dài mới đến được nhà hàng xóm gần nhất. Trừ phi hay hay, là lạ, đồng nghĩa với một căn nhà xây từ thế kỷ 18 bị gió lùa, tốn hàng đống tiền để duy trì và nằm ở tâm của một vùng nghịch đảo áp suất hút hết tất cả số xương mù từ đây cho tới bờ biển, tôi xin có một ý kiến khác. Ở góc phố Hawthorne và Bích, tôi trông thấy dấu hiệu của cuộc sống khi những chiếc ô tô trên đường đi làm vào buổi sáng chạy vèo qua. Tôi giơ một tay ra để vẫy xe, tay kia bóc một cái kẹo cao su để thay thế cho kem đánh răng và mang lại cho tôi hơi thở thơm mát một chiếc Toyota 4 Runner đỏ đỗ xịch bên lề đường, và cửa sổ chỗ hành khách ngồi hạ xuống thấp hơn với một tiếng ẩm y tự động. Mark Che Miller ngồi sau vô lăng. Xe hỏng à, nó hỏi. Không phải xe hỏng mà là không có xe. Nhưng tôi không định thừa nhận điều đó với Mark Che. Cần đi nhờ không, nó sốt ruột hỏi lại bằng một câu khác khi tôi không trả lời tôi không thể tin nổi rằng trong số tất cả những chiếc ô tô đang băng qua trên đường xe của mark tre lại chính là chiếc đỗ lại tôi muốn đi với mark tre không không tôi vẫn còn tức tối vì những gì nó nói về bố tôi đúng tôi sẽ tha thứ cho nó chứ không bao giờ đáng lẽ tôi phải ra hiệu cho nó cứ tiếp tục đi đi nhưng có một trở ngại nhỏ nghe đồn điều duy nhất mà thầy lắc thích hơn cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là phạt những học sinh đi muộn phải ở lại trường sau khi tan học cảm ơn tôi miễn cưỡng nhận lời tôi đang đến trường chắc là cô bạn béo ị của cậu không thể cho cậu đi nhờ chứ gì nó nói bàn tay tôi đang đặt trên tay nắm ở cửa xe chợt khựng lại từ lâu vi và tôi đã thôi không còn dạy cho những con người ti tiện hay rằng béo và có thân hình hấp dẫn không đồng nghĩa với nhau Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chịu đựng sự ngu dốt ấy. Và đáng lẽ tôi đã gọi Vi đến đón tôi, nhưng nó đã được mời tham gia một khóa huấn luyện dành cho những biên tập viên triển vọng của tạp chí điện tử của trường và giờ này nó đã có mặt ở đấy rồi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đi bộ, tôi đóng sập cửa xe của Mark Che, nhìn cái cánh cửa quay trở về vị trí. Mark Che tỏ vẻ bối rối. Cậu không hài lòng vì tôi bảo nó béo hả? đó là sự thật mà cậu làm sao thế Tôi cảm thấy tất cả những gì tôi nói đều phải kiểm duyệt thì phải đầu tiên là chuyện bố cậu giờ lại là chuyện này quyền tự do ngôn luận sinh ra để làm gì vậy Trong một thoáng tôi nghĩ sẽ thật tuyệt biết bao nếu tôi vẫn còn chiếc Spider Không chỉ vì tôi sẽ không bị mắc kẹt ở đây vì không đi nhờ được xe tôi còn có thể tông cho mác tre một cú bãi đỗ xe của trường luôn hỗn loạn lúc tan học các vụ tai nạn thường xảy ra vì không thể tông cho mác tre một cú tôi làm điều tốt nhất tiếp theo nếu bố tôi làm chủ một đại lý toyota tôi nghĩ tôi sẽ quan tâm đến môi trường đủ để xin một chiếc hybrid ồ bố cậu làm gì làm chủ một đại lý toyota nào phải bố tôi đã mất rồi nó nhún một bên vai chính cậu nói ra đấy nhé từ giờ tôi nghĩ tốt nhất bọn mình nên tránh xa nhau ra nó ngắm nghía móng tay được thôi tốt tôi chỉ đang cố gắng tử tế và hãy xem tôi đã nhận được gì nào nó lẩm bẩm tử tế cậu đã bảo là vi béo tôi cũng đã ngỏ ý cho cậu đi nhờ nó nhấn ga bánh xe của nó làm đám bụi đường bẩn thỉu bốc lên mù mịt về phía tôi Sáng nay tôi không thức dậy để tìm thêm một lý do ghét Mark Che Miller, nhưng kết quả lại là thế này đây. Trường Trung học Câu Út Tơ được xây từ cuối thế kỷ 19, nó là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Gothic và Victoria, vì thế trông nó giống một thánh đường hơn là chương trường 3, nghe chọn bộ tại mê com Tôi ngồi xuống góc giường, đờ đẫn nhìn vào khoảng không cơn giận đang bắt đầu tan biến nhưng tôi lại mong rằng mình có thể ở trong nó mãi mãi sự trống rỗng mà nó để lại gây nhức nhối trong tôi hơn cả nỗi đau đớn mà tôi cảm thấy khi bách bước đi tôi cố hiểu được những gì vừa xảy ra nhưng những ý nghĩ của tôi giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn những lời cãi cọ của chúng tôi vang lên trong tai tôi một cách hỗn loạn như thể tôi đang nhớ lại một cơn mộng dữ hơn là một cuộc đối thoại thật sự tôi đã chia tay với anh thật sao tôi muốn chuyện này kết thúc hẳn sao chẳng lẽ không có cách nào để vượt qua định mệnh và trước mắt là vượt qua những quy tắc của các tổng lãnh thiên thần ư như để đáp lại những câu hỏi ấy bụng tôi quặn lên như muốn nôn tôi chạy vội vào phòng tắm và quỳ xuống bên bồn cầu tai tôi ong ong và hơi thở hổn hển tôi đã làm gì chuyện này sẽ không kéo dài thực sự sẽ không kéo dài mãi mãi ngày mai chúng tôi sẽ lại gặp nhau và mọi thứ sẽ trở lại như cũ đây chỉ là một cuộc cãi cọ thôi một cuộc cãi cọ ngớ ngẩn không phải sự kết thúc ngày mai chúng tôi sẽ nhận ra chúng tôi đã nhỏ nhen đến mức nào và xin lỗi nhau chúng tôi sẽ quên chuyện này đi chúng tôi sẽ làm lành tôi đứng dậy và bước đến bên bồn rửa mặt tôi vò ướt một cái khăn rồi áp nó lên mặt Tâm trí tôi như một ống chỉ đang bị tuột và tôi nhắm mắt thật chặt để nó ngừng lại. Nhưng còn các tổng lãnh thiên thần thì sao đây? Tôi lại tự hỏi, làm sao mà Bách và tôi có một mối quan hệ bình thường khi họ cứ liên tục theo dõi chúng tôi? Tôi cứng đờ người, có thể ngay lúc này họ cũng đang quan sát tôi. Họ có thể đang quan sát Bách, cố tìm hiểu xem anh có vượt quá giới hạn không? tìm kiếm bất cứ cái cớ nào để đẩy anh xuống địa ngục xa khỏi tôi mãi mãi tôi cảm thấy cơn giận lại bùng lên sao họ không để chúng tôi yên sao họ cứ muốn hủy hoại bách bách đã bảo tôi anh là thiên thần sa ngã đầu tiên lấy lại được đôi cánh và trở thành một thiên thần hộ mệnh phải chăng các tổng lãnh thiên thần tức giận vì điều đó họ cảm thấy bách đã lừa họ hoặc anh đã gian lận để tìm cách trở lại thiên đàng họ muốn đặt anh vào đúng vị trí của mình hay chỉ đơn giản là họ không tin tưởng anh tôi nhắm mắt lại cảm thấy một giọt nước mắt lan xuống cánh mũi mình đã sai rồi tôi nghĩ tôi rất muốn gọi cho bách nhưng không biết liệu tôi có đẩy anh vào nguy hiểm khi làm thế không các tổng lãnh thiên thần có nghe lén các cuộc điện thoại bách và tôi làm sao có thể nói chuyện thẳng thắn nếu họ nghe trộm tôi cũng không thể từ bỏ lòng kiêu hãnh sớm đến thế anh không nhận ra anh cũng đã sai sao lý do ban đầu khiến chúng tôi cãi nhau là vì anh không chịu nói cho tôi biết anh đã làm gì ở nhà mác tre tối qua tôi không phải là người hay ghen bóng ghen gió nhưng anh biết thừa quá khứ của tôi và mác tre anh cũng biết thừa rằng tôi cần được biết chuyện này còn có một điều khác khiến bụng tôi quặn lại Bách nói Mark Tre đã bị tấn công trong nhà vệ sinh nam ở quán game bô. Mark Tre làm gì ở bô vậy? Theo như tôi biết không ai ở trường Câu Út Tơ đến bô chơi. Thực tế thì trước lúc gặp Bách tôi chưa bao giờ nghe đến nơi đó. Phải chăng chỉ là trùng hợp khi Mark Tre bước chân qua cửa quán bô ngay sau ngày Bách nhìn vào cửa sổ phòng nó. Bách đã khăng khăng rằng giữa họ chẳng có gì ngoài công việc, nhưng thế có nghĩa là gì? Hơn nữa, Mark Tre là người vô cùng quyến rũ và có sức thuyết phục. Nó không chỉ không chấp nhận những lời từ chối, mà còn không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào không đúng ý nó. Nhỡ đâu lần này nó muốn. Bách thì sao? Một tiếng gõ cửa rất lớn khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nằm cuộn tròn giữa đống gối trên giường, nhắm mắt lại và gọi điện cho mẹ tôi. Nhà Pano đến rồi mẹ ơi! Ôi, Mẹ đang ở chỗ đèn xanh đèn đỏ phố Walnut. Mẹ sẽ về trong vòng 2 phút nữa. Con mời họ vào nhà đi. Con hầu như chẳng còn nhớ Scott và con chẳng nhớ mẹ cậu ta chút nào. Con sẽ mời họ vào, nhưng sẽ không trò chuyện với họ đâu. Con sẽ lên phòng cho đến khi nào mẹ về. Tôi cố gắng nói với giọng khác lạ, nhưng tôi sẽ không thể tâm sự chuyện của tôi với mẹ. Bà ghét bách, bà sẽ không thông cảm tôi sẽ không thể chịu nổi việc phải nghe thấy sự vui vẻ và nhẹ nhõm trong giọng của bà không phải bây giờ nora thôi được con sẽ nói chuyện với họ tôi cúp máy và ném chiếc điện thoại qua phía bên kia căn phòng tôi lần trần bước đến cửa trước và mở cửa anh chàng đứng trên thảm chùi chân trông thật cao giáo và vạm vỡ tôi có thể nhận ra điều đó vì chiếc áo phông của cậu ta bó sát người và in rõ ràng hàng chữ phòng tập bạch kim portland một chiếc khuyên tai bằng bạc đeo trên tay phải của cậu ta và chiếc quần levi của cậu ta trễ một cách đáng sợ cậu ta đội một cái mũ màu hồng in hình Hawaii trông vẫn còn mới trên kệ hàng của một cửa hàng đồ cũ nào đó và hẳn là một trò đùa bí mật và cặp kính dâm của cậu ta gợi cho tôi nhớ đến Hau Hogan. Bất chấp tất cả những điều này cậu ta vẫn phảng phất một nét trẻ con quyến rũ. Cậu ta nhoẻn miệng cười. Hẳn cậu là Nora, chắc cậu là Scott, cậu ta bước vào trong và bỏ kính dâm mắt cậu ta quét qua cái hành lang dẫn xuống bếp và phòng sinh hoạt của gia đình. Mẹ cậu đâu? Mẹ mình đang mang bữa tối về nhà. Chúng ta sẽ ăn gì? Tôi không thích cách cậu ta dùng từ chúng ta. Không có chúng ta, nào cả. Chỉ có nhà Gray và nhà Pano. Hai thực thể riêng biệt bỗng dưng cùng ăn tối một bàn. Khi tôi không trả lời, cậu ta tiếp tục. Câu Water có vẻ nhỏ hơn hồi mình còn sống ở đây tôi khoanh tay trước ngực nó cũng hơi lạnh hơn pot lần đấy cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khẽ mỉm cười mình cũng đã nhận ra điều đó cậu ta lách qua tôi để bước vào bếp và mở tủ lạnh nhà cậu có bia không gì cơ không cửa trước vẫn mở có tiếng nói vọng vào từ bên ngoài mẹ tôi bước qua ngưỡng cửa mang theo hai túi giấy màu nâu đựng đồ ăn một người phụ nữ tròn trĩnh với mái tóc tém và trang điểm theo tông màu hồng đậm đi sau bà. Nora, đây là Colin Pano, mẹ tôi nói. Linh, đây là Nora. Ôi, ôi, cô Pano nói, chắp hai tay vào nhau. Con bé trông giống chị quá, phải không, Bly? Nhìn đôi chân kìa, dài hơn cả dải đường Vegas nữa. Tôi lên tiếng, con biết bây giờ là không đúng lúc, nhưng con thấy trong người hơi mệt, vì thế con muốn đi nằm. Tôi ngừng lại trước cái lử mắt của mẹ tôi. Tôi nhìn lại bà với ánh mắt hậm hực. Scott đã thực sự lớn rồi, phải không, Nora, bà nói. Mẹ tinh ý quá. Mẹ tôi đặt những cái túi lên kệ bếp và nói với Scott. Sáng nay Nora và cô đã ôn lại một số chuyện cũ, những chuyện mà hai đứa đã từng làm với nhau ấy. Nora bảo cô rằng cháu từng cố ép nó ăn dẹp gỗ. Trước khi Scott có thể phân trần, tôi nói, cậu ấy thường nướng sống chúng dưới một chiếc kính lúp và không phải cậu ấy cố bắt con ăn chúng. Cậu ấy ngồi đè lên con, bóp mũi con cho đến khi con nghẹt thở và phải há miệng ra. Sau đó cậu ấy nhét chúng vào miệng con. Mẹ tôi và cô Pano thoáng nhìn nhau. Scott luôn là người có sức thuyết phục, cô Pano nói nhanh. Nó có thể thuyết phục người ta làm những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nó có tài trong việc đó. Nó từng thuyết phục tôi mua cho nó chiếc Ford Mustang 1966 mới toanh. Dĩ nhiên, nó đã chọn đúng thời điểm, lúc ấy tôi đang quá áy náy vì vụ ly dị. Chà, như tôi nói đấy, có lẽ Scott đã làm được món dẹp gỗ nướng ngon nhất ở khu này. Mọi người nhìn tôi chờ xác nhận. Tôi không thể tin nổi mình lại đang bàn luận chuyện này như thể nó là một chủ đề trò chuyện hoàn toàn bình thường thế scott nói to gãi gãi ngực cơ bắp trên tay cậu ta nổi rõ khi cậu ta làm thế nhưng có lẽ cậu ta biết điều đó chúng ta sẽ ăn gì trong bữa tối ạ à? lasagna bánh mì tỏi và salad thạch gieo ô mẹ tôi cười nói nora đã làm món salad đấy tôi ngạc nhiên con á à, con đã mua những hộp thạch gieo ô bà nhắc tôi ai lại tính thế ạ à? nora đã làm món salad mẹ tôi quả quyết với scott Cô nghĩ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Tại sao chúng ta không ăn luôn nhỉ? Khi đã ngồi vào bàn, chúng tôi chắp tay và mẹ tôi cầu nguyện trước khi ăn. Nhà cửa ở khu này ra sao? Cô Pano nói, sắt món lasagna và chuyển miếng đầu tiên vào đĩa của Scott. Một căn hộ hai phòng ngủ và hai phòng tắm có giá bao nhiêu nhỉ? Tùy thuộc vào việc chị muốn tu sửa nó đến mức nào, mẹ tôi trả lời hầu hết mọi thứ ở khu này đều được xây dựng trước những năm 1900, và chị thấy đấy. Khi mới lấy nhau, Harrison và tôi đã đi xem vài căn hộ hai phòng rẻ tiền, nhưng luôn có thứ gì đó không ổn những cái lỗ trên tường, những con rán, hoặc chúng không gần công viên. Từ khi tôi mang thai, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cần một chỗ ở lớn hơn. Căn nhà này đã được giao bán trong 18 tháng, và chúng tôi đã mua được nó với cái giá hời đến mức không thể tin nổi đó là sự thật. Bà nhìn quanh. Harrison và tôi đã lên kế hoạch cải tạo lại nó hoàn toàn, nhưng... Ừm, và rồi, như chị biết đấy, bà cúi đầu. Scott hắng giọng, mình rất tiếc về chuyện của bố cậu, Nora à. Mình vẫn nhớ bố mình đã gọi cho mình vào cái đêm chuyện đó xảy ra lúc ấy mình đang làm việc tại một cửa hàng tạp hóa cách đó có vài dãy nhà mình hy vọng họ sẽ bắt được kẻ đã giết ông ấy tôi cố nói lời cảm ơn nhưng những lời nói ấy cứ vỡ tan thành từng mảnh trong họng tôi tôi không muốn nói về bố tôi cảm giác đau nhói khi chia tay với bách đã là quá đủ đối với tôi rồi giờ này anh đang ở đâu nỗi hối hận có gặm nhấm trái tim anh không liệu anh có hiểu rằng tôi muốn rút lại tất cả những gì tôi đã nói với anh như thế nào đột nhiên tôi tự hỏi không biết anh có nhắn tin cho tôi không và ước rằng tôi đã mang theo điện thoại xuống bàn ăn nhưng anh có thể nói được chừng nào liệu các tổng lãnh thiên thần có thể đọc được những tin nhắn của anh họ có thể nhìn thấy được bao nhiêu họ có ở khắp nơi không tôi tự hỏi đột nhiên cảm thấy rất yếu đuối kể cô nghe nào, Nora Copano nói. Trường Cowater như thế nào? hồi ở Portland, Scott có tham gia đội tuyển đấu vật. Đội của nó đã vô địch toàn bang suốt ba năm qua. Đội tuyển đấu vật ở đây có tốt không? Cô cứ ngỡ là đội của Scott đã từng gặp đội Cowater rồi, nhưng Scott nhắc cô nhớ rằng Cowater chỉ xếp hạng C. Tôi chậm chạp kéo mình ra khỏi lớp xương mù của những ý nghĩ trường tôi có đội tuyển đấu vật không nhỉ? Cháu không biết gì về đấu vật tôi nói thẳng, nhưng đội bóng rổ thì đã từng vô địch một lần. Cô Pano suýt sặc rượu vang. Một lần á, mắt cô ấy hết nhìn tôi lại nhìn mẹ tôi, xem chừng muốn có một lời giải thích. Có một bức ảnh của đội tuyển treo ở phía đối diện văn phòng trường, tôi nói. Căn cứ vào bức ảnh thì nó phải chụp từ hơn 60 năm trước rồi ạ, à, cô Pano trợn tròn mắt. 60 năm trước, cô ấy lấy khăn ăn chấm chấm lên miệng. Trường cháu có vấn đề gì sao? Do huấn luyện viên à, hay do người quản lý các huấn luyện viên? Không sao đâu, Scott nói. Năm nay con không tham gia là được chứ gì? Cô Pano đặt nĩa xuống đánh cạch một tiếng. Nhưng con thích đấu vật mà. Scott xúc một miếng lasagna nữa vào miệng và nhún một bên vai thờ ơ. Năm nay là năm cuối của con rồi thì sao ạ à? Scott vừa ăn vừa nói cô pano chống khuỷu tay lên bàn và ngả người về phía trước thì con sẽ không vào được đại học nếu chỉ dựa vào điểm số của con ông tướng ạ à, hy vọng duy nhất của con lúc đã quá muộn như thế này là một trường cao đẳng nào đó sẽ nhận con con còn muốn làm việc khác cô pano nhướng mày ồ như năm ngoái hả ngay khi bà vừa nói ra câu đó tôi thấy mắt bà ánh lên một tia sợ hãi Scott nhai mạnh hơn và nuốt ực một cái. Làm ơn cho cháu món salad với cô Bly. Mẹ tôi đưa bát salad thạch gieo cho cô Pano, cô đặt nó xuống trước mặt Scott với vẻ hơi quá cẩn thận. Chuyện gì xảy ra năm ngoái vậy? Mẹ tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng. Cô Pano phẩy mạnh tay. Ôi, chị biết mà. Scott gặp một số vấn đề chuyện bình thường thôi chẳng có người mẹ của cậu thiếu niên nào lại chưa từng gặp mấy chuyện ấy, cô cười, nhưng tiếng cười của cô thật kỳ quặc. Mẹ, Scott nói với giọng cảnh cáo. Chị biết bọn con trai là như thế nào mà cô Pano vẫn nói thao thao, vung vẩy cái nĩa. Chúng chẳng suy nghĩ gì cả. Chúng chỉ biết cái trước mắt. Chúng bất cần. May là chị có con gái đấy, chị Blaya, ôi trời. Món bánh mì tỏi kia hấp dẫn quá, cho tôi một miếng được không? Đáng lẽ tôi không nên nói gì, mẹ tôi lẩm bẩm đưa cho cô ấy miếng bánh mì tỏi. Tôi không thể nói hết được chúng tôi vui mừng thế nào khi chị trở lại câu water. Cô Pano gật đầu hào hứng. Chúng tôi cũng rất vui khi được trở lại đây, bình an vô sự. Tôi ngừng ăn, hết nhìn Scott lại nhìn sang cô Pano, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn con trai thì vẫn chỉ là bọn con trai, tôi có thể tin điều đó. Nhưng tôi không tin việc cô Pano cứ một mực khăng khăng rằng vấn đề của con trai cô ấy chỉ thuộc dạng tiêu biểu, điển hình. Và sự để ý kỹ lưỡng của Scott trước mỗi lời cô ấy nói không giúp thay đổi được ý nghĩ của tôi. Nghĩ rằng ắt hẳn họ còn giấu giếm điều gì đó, tôi áp một tay lên ngực trái và nói, sao thế, Scott, không phải là cậu đi loanh quanh lúc đêm hôm khuya khoát. Ăn trộm những tấm biển chỉ đường để đem về treo trong phòng ngủ của cậu đấy chứ, Cô Pano bật lên một tiếng cười nhẹ nhõm. Chính xác, dù vấn đề Scott từng vướng phải là gì, đó không phải một việc vô hại như ăn cắp biển chỉ đường. Tôi không có 50 đô la, nếu có, nhất định tôi sẽ cực hết số tiền đó cho cái linh cảm rằng vấn đề của Scott không bình thường chút nào. Chà, mẹ tôi nói, cười mỉm, dù có chuyện gì thì nó cũng là quá khứ rồi. Câu Water là một nơi rất tuyệt để bắt đầu lại cháu đã đăng ký các môn học chưa scott vài lớp kín chỗ rất nhanh đấy đặc biệt là các lớp học nâng cao nâng cao ạ à, scott lặp lại với một tiếng cười thích thú cháu không có ý làm cô phật lòng nhưng mục tiêu của cháu không cao đến thế đâu ạ à, như mẹ cháu cậu ta đưa tay sang bên cạnh lắc vai mẹ mình một cách hơi quá trớn đã sẵn lòng chỉ ra nếu cháu vào được đại học chắc chắn không phải do điểm số không muốn cho ai cơ hội kéo chúng tôi xa khỏi chủ đề những vấn đề trước đây của scott tôi nói ôi thôi nào scott cậu đang làm mình lo ngại đấy quá khứ của cậu tệ đến mức nào chắc không khủng khiếp đến mức cậu không muốn kể cho bạn bè cũ nghe chứ nora mẹ tôi cất tiếng lái xe khi đang say xỉn ăn cắp ô tô cướp xe rồi phóng bạt mạng Tôi cảm thấy bàn chân của mẹ đang dẫm lên chân tôi dưới gầm bàn. Bà chiếu sang tôi một ánh nhìn sắc lạnh ý nói, "Con bị làm sao thế?" Tiếng ghế của Scott kéo lê trên sàn và cậu ta đứng dậy. "Phòng tắm ở đâu ạ?" À? cậu ta hỏi mẹ tôi. Cậu ta nới rộng cổ áo. "Cháu thấy hơi khó tiêu." Trên cầu thang, giọng bà đầy vẻ ái ngại. Bà thực sự đang xin lỗi cho hành vi của tôi, trong khi chính bà mới là người bày ra cái buổi tối kỳ cục này. Người nào tinh ý một chút có thể nhận ra mục đích của bữa tối này không phải là cùng ăn một bữa với những người bạn cũ của gia đình. Vì đã đúng đây là một cuộc xem mặt. Vậy thì tôi muốn nói với mẹ tôi hay rằng, Scott và tôi ư, không đời nào. Sau khi Scott xin phép rời khỏi bàn, cô Pano cười tươi, như thể xóa đi những gì xảy ra 5 phút trước và bắt đầu lại từ đầu. Nói tôi nghe xem nào, cô ấy nói, hơi quá dạng dỡ. Nora có bạn trai chưa? Chưa, tôi nói cùng lúc với chương 4, nghe chọn bộ tại mê com Giấc mơ của tôi diễn ra với ba màu. Đen, trắng và xám nhạt. Đó là một đêm lạnh lẽo tôi đứng với đôi chân trần trên con đường bẩn thỉu, bùn và mưa nhanh chóng lấp đầy những ổ gà lỗ chỗ trên mặt đường. Đây đó nhú lên vài nhánh cỏ, đá sỏi nằm lăn lóc. Bóng tối nuốt chửng cả miền quê, chỉ còn lại duy nhất một điểm sáng. Cách con đường vài trăm thước là một quán rượu xây bằng đá và gỗ. Ánh nến lập lòe bên các khung cửa sổ, tôi đang định đi thẳng đến đó để chú chân thì nghe thấy tiếng chuông kêu lanh lành phía xa xa khi tiếng chuông vang lên to hơn tôi đứng tránh sang một bên với khoảng cách an toàn một cỗ xe ngựa ầm ầm hiện ra từ trong bóng tối và dừng lại ở chỗ tôi vừa đứng ngay khi cỗ xe dừng lại người đánh xe nhảy xuống bùn bắn lên quá nửa đôi ủng dài của ông ta ông ta mở cửa và lùi lại một dáng hình tối sẫm bước ra Ông ta khoác một cái áo choàng không tay, phấp phới trong gió, nhưng cái mũ trùm đầu lại được đội sùm sụp che hết khuôn mặt. "Chờ ở đây, ông ta bảo người đánh xe." "Thưa ông, mưa to quá." Người đàn ông mặc áo choàng không tay hất đầu về phía quán rượu. "Tôi có công chuyện cần làm, tôi sẽ không đi lâu đâu. Hãy để lũ ngựa sẵn sàng." Người đánh xe nhìn về phía quán rượu. "Nhưng thưa ông," trong đó toàn bọn đầu trộm đuôi cướp và lũ ma cà bông và tối nay tôi có cảm giác rất bất an ông ta xoa mạnh lên hai cánh tay như muốn rũ bỏ cái lạnh ông chủ nên mau mau về nhà với bà chủ và các cô cậu chủ đừng nói gì với vợ tôi người đàn ông mặc áo choàng không tay nắm và mở hai bàn tay đeo găng trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào quán rượu cô ấy đã có nhiều thứ để lo lắng rồi ông ta lẩm bẩm tôi quay sang nhìn quán rượu, ánh nến quái dị lập lòe trong những ô cửa sổ nhỏ siêu vẹo. Mái nhà cũng bị lệch, hơi nghiêng về phía bên phải, như thể những công cụ dùng để xây dựng quán rượu này chẳng chính xác chút nào. Cỏ dại đã mọc kín ở mặt ngoài của tòa nhà, thi thoảng một tiếng thét chói tai hay tiếng kính vỡ lại vọng ra bên ngoài. Người đánh xe kéo cổ áo lên sát mũi. Chưa đầy hai năm trước, con trai tôi đã chết vì bệnh dịch hạch một điều thật khủng khiếp giờ thì ông bà cũng đang phải đối mặt với nó tiếp theo là một sự im lặng nặng nề lũ ngựa sốt ruột rậm chân lông chúng đang tỏa hơi những làn hơi băng giá mỏng mảnh phun ra từ lỗ mũi chúng hình ảnh đó quá chân thực đột nhiên nó khiến tôi thấy sợ tôi chưa bao giờ gặp một giấc mơ nào đem lại cảm giác thật như thế này người đàn ông mặc áo choàng không tay bắt đầu bước qua lối đi dài sỏi dẫn đến quán rượu. Những gì nằm ở rìa của giấc mơ biến mất và sau một thoáng do dự, tôi cũng bắt đầu đi theo, sợ rằng tôi cũng sẽ biến mất nếu không bám sát ông ta. Tôi theo ông ta bước qua cửa quán rượu. Một cái lò khổng lồ với ống khói bằng gạch choán hết nửa dưới của bức tường hậu hai bên hông lò treo những cái bát gỗ, tách thiếc và các đồ dùng nhà bếp khác, chúng được móc trên những cái đinh lớn. Ba thùng rượu đã được lăn vào trong góc. Một con chó ghẻ lở đang nằm cuộn tròn trước chúng. Những cái ghế đổ, đĩa và ca bẩn nằm trỏng chơi trên cái sàn trông chẳng giống sàn nhà chút nào. Nó bẩn thỉu được đầm phẳng và giải một lớp trông như mùn cưa. Ngay khi tôi bước lên sàn, lớp bùn đóng thành bánh ở gót giày của tôi đã hút hết đám bụi bạm. Đang ước ao giá mà lúc này mình được tắm nước nóng thì diện mạo của khoảng 10 khách hàng đang ngồi ở các bàn khác nhau quanh quán rượu đập vào mắt tôi. Hầu hết những người đàn ông ở đó đều để tóc dài đến vai với những bộ râu nhọn hoắt kỳ quặc. Quần của họ rộng lùng thùng và được nhét vào trong những đôi ủng cao, tay áo của họ bồng lên. Họ đội những chiếc mũ rộng vành, gợi tôi nhớ đến những tín đồ thanh giáo Anh đến Mỹ hồi đầu thế kỷ 17. Chắc chắn là tôi đang mơ về một thời nào đó xa lơ xa lắc và vì những chi tiết trong giấc mơ quá rõ ràng, đáng lẽ tôi phải biết mình đang ở thời kỳ nào. Nhưng tôi thấy lúng túng, có vẻ là nước Anh trong khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Năm nay tôi đạt điểm A môn lịch sử thế giới, nhưng chẳng có bài kiểm tra nào hỏi đến trang phục của các thời kỳ cả. Nhất là những thứ trong cái cảnh đang bày ra trước mắt tôi đây tôi đang tìm một người người đàn ông mặc áo choàng không tay nói với tay phục vụ rượu người đang đứng sau một cái bàn cao đến eo mà tôi nghĩ là được dùng làm quầy ba tôi được dặn là đến gặp anh ta ở đây tối nay nhưng tôi e là tôi không biết tên anh ta tay phục vụ rượu một gã đàn ông thấp hói chỉ có một nhúm tóc mỏng lơ thơ trên đỉnh đầu nhìn người đàn ông mặc áo choàng không tay ông uống gì gã hỏi mở miệng cười để lộ những cái chân răng đen xì lởm chởm tôi nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên trong bụng trước cảnh hàm răng của gã và lùi lại người đàn ông mặc áo choàng không tay không tỏ ra khiếp sợ giống tôi ông ta chỉ lắc đầu tôi cần tìm ra người đàn ông này càng sớm càng tốt tôi đã được bảo rằng ông có thể giúp tôi nụ cười gớm guốc của gã phục vụ rượu biến mất ai già tôi có thể giúp ông tìm anh ta thưa ông nhưng hãy tin tưởng một người đàn ông già cả và uống một hai ly trước đã để làm ông ấm người trong một đêm lạnh giá thế này gã đẩy một cốc rượu nhỏ về phía người đàn ông mặc áo choàng không tay người đàn ông đội mũ chùm đầu sùm sụp lại lắc đầu tôi e là tôi đang vội hãy nói cho tôi biết tôi có thể tìm anh ta ở đâu ông ta đẩy vài đồng xu méo mó qua mặt bàn tay phục vụ rượu cho những đồng xu vào túi. Gã hất đầu về phía cửa sau và nói, người đó ở trong khu rừng đằng kia. Nhưng thưa ông, hãy cẩn thận, vài người nói khu rừng đó bị ma ám. Ai đi vào đó sẽ không bao giờ trở về. Người đàn ông mặc áo choàng không tay dựa hẳn người vào cái bàn ngăn cách hai người và hạ thấp giọng. Tôi muốn hỏi một câu riêng tư. Tháng chết vần của người Do Thái có ý nghĩa gì với ông không? Tôi không phải người do thái, tay phục vụ rượu nói thẳng thừng, nhưng có gì đó trong mắt gã mách bảo tôi rằng đây không phải lần đầu gã nghe người khác hỏi câu ấy. Người đàn ông mà tôi đến gặp tối nay bảo tôi đến gặp anh ta ở đây vào đêm đầu tiên của tháng Chessvern. Anh ta nói anh ta cần tôi giúp một việc, trong khoảng hai tuần. Tay phục vụ rượu xoa cằm. Hai tuần là một khoảng thời gian dài. Quá dài tôi không định đến đây đâu nhưng tôi sợ những gì người đó sẽ làm nếu tôi không làm theo lời anh ta anh ta đã nhắc đến tên các thành viên trong gia đình tôi anh ta biết họ tôi có một người vợ xinh đẹp và bốn cậu con trai tôi không muốn họ bị hãm hại tay phục vụ hạ giọng như thể chia sẻ một mẩu chuyện ngồi lê đôi mách đầy tai tiếng người mà ông đến gặp gã ngừng lại cảnh giác nhìn quanh quán rượu anh ta rất mạnh người đàn ông mặc áo choàng không tay nói tôi từng chứng kiến sức mạnh của anh ta và anh ta quả thực rất mạnh tôi đến để thương lượng với anh ta anh ta không thể hy vọng tôi từ bỏ phận sự và gia đình tôi trong một khoảng thời gian dài như thế được anh ta phải thông cảm tôi chả thấy hắn ta biết thông cảm bao giờ cả tay phục vụ rượu nói con trai út của tôi vừa mắc bệnh dịch hạch người đàn ông mặc áo choàng không tay giải thích giọng nhuốm vẻ tuyệt vọng các thầy thuốc cho rằng nó sẽ không còn sống được bao lâu nữa gia đình tôi cần tôi con trai tôi cần tôi uống một cốc đi tay phục vụ rượu khẽ nói gã lại đẩy ly rượu về phía trước người đàn ông mặc áo choàng không tay đột ngột quay người và bước về phía cửa sau tôi đi theo ông ta Bên ngoài, tôi bị bõm bước qua đám bùn giá lạnh. Trời vẫn mưa, và tôi phải bước cẩn thận để không bị trượt chân. Tôi chùi mắt và thấy cái áo choàng của người đàn ông biến mất vào hàng cây ở bìa rừng. Tôi loạn choạng đi theo ông ta, do dự trước hàng cây. Tôi vuốt lại mái tóc ướt nhìn chăm chăm vào bóng tối thăm thẳm trước mặt. Có bóng người chuyển động và đột nhiên người đàn ông mặc áo choàng không tay chạy trở lại phía tôi. Ông ta vấp ngã, rồi lồm cồm bò dậy. Cái áo choàng của ông ta bị vướng vào những cành cây, trong cơn hoảng loạn, ông ta cố gắng cởi cái áo choàng ra. Ông ta hét lên thất thanh. Cánh tay ông ta đập loạn xạ, thân mình vặn vẹo và co giật dữ dội. Tôi chạy sộc về phía ông ta, những nhành cây quyệt vào cánh tay tôi, những viên đá đâm vào bàn chân trần của tôi. Tôi quỳ xuống bên cạnh ông ta. Cái mũ trùm đầu của ông ta vẫn che kín mặt, nhưng tôi có thể thấy miệng ông ta hé mở, như vẫn đang la hét. Lật người lại, tôi nói, giật mảnh vải bị kẹt lại bên dưới ông ta. Nhưng ông ta không nghe thấy tôi. Lần đầu tiên, giấc mơ có nét gì đó quen thuộc. Giống như tất cả những cơn ác mộng khác tôi từng mắc vào, càng cố gắng bao nhiêu, điều tôi muốn càng vượt ra ngoài tầm tay bấy nhiêu. Tôi nắm lấy vai ông ta và lắc lắc. Lật người lại, tôi có thể giúp ông ra khỏi đây, nhưng ông phải giúp tôi. Tôi là Barnabas Underwood, ông ta lắp bắp. Cô có biết đường đến quán rượu không? Cô thật tốt bụng, ông ta nói, vỗ vỗ vào không khí như thể ông ta đang vỗ má của một nhân vật tưởng tượng. Tôi cứng đờ người, ông ta không thấy tôi. Ông ta đang tưởng tượng ra một cô gái khác. Hẳn là thế, làm sao ông ta có thể trông thấy tôi nếu ông ta không nghe thấy tôi? hãy chạy trở lại đó và nói với chủ quán rượu cho người đến giúp ông ta tiếp tục hãy nói với ông ta rằng chẳng có người đàn ông nào cả hãy nói với ông ta rằng đó là một con quỷ sứ hắn đến để chiếm hữu cơ thể tôi và vứt bỏ linh hồn tôi hãy bảo ông ta tìm kiếm một mục sư nước thánh và những bông hồng nghe đến từ quỷ sứ lông tay tôi dựng đứng lên ông ta ngoái đầu nhìn về phía khu rừng nền cổ lên gã thiên thần đó, ông ta hốt hoảng lẩm bẩm, gã thiên thần đó đang đến. Miệng ông ta mím lại méo mó, như thể ông ta đang chống chọi để kiểm soát cơ thể mình. Ông ta bật ngửa người ra sau, và cái mũ trùm đầu của ông ta bị hất văng ra. Tôi vẫn đang siết chặt cái áo choàng nhưng tôi cảm thấy nắm tay của tôi lỏng dần. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, hà hốc miệng. Ông ta không phải Banner Bass Underwood. Ông ta là Hank Miller, bố của Mark Che. Tôi choàng tính, những tia sáng dọi qua cửa sổ vào phòng ngủ của tôi. Cửa mở he hé, và một cơn gió nhẹ đem theo hơi thở sớm mai lùa vào mơn man trên da tôi. Tim tôi vẫn đập thình thịch vì cơn ác mộng, nhưng tôi hít vào một hơi thật sâu và tự trấn an mình rằng nó không phải là thật. Thành thực mà nói, dù đã trở lại với thế giới thực tôi vẫn còn cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết vì đã mơ về cha của Mark Che. Vì muốn quên nó ngay lập tức tôi gạt giấc mơ sang một bên. Tôi lôi điện thoại từ dưới gối ra và kiểm tra tin nhắn. Bách không gọi điện, tôi kéo cái gối vào mình, ôm lấy nó và cố quên đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Bách bỏ về bao lâu rồi nhỉ? 12 tiếng còn bao lâu nữa tôi mới được gặp lại anh tôi không biết đó là điều khiến tôi lo lắng thời gian càng trôi qua tôi cảm thấy bức tường đá giữa chúng tôi càng thêm dày hãy cố gắng trải qua ngày hôm nay tôi tự nhủ nuốt ực viên sỏi tưởng tượng đang mắc trong cổ họng xuống sự xa cách lạ lùng giữa chúng tôi không thể tiếp diễn mãi mãi sẽ chẳng có gì được giải quyết nếu tôi trốn trên giường suốt cả ngày tôi sẽ gặp lại bách thậm chí có thể anh sẽ ghé qua sau khi tan học. Hoặc tôi có thể gọi điện cho anh. Tôi cứ miên man với những suy nghĩ kỳ cục ấy, không cho phép bản thân nhớ đến các tổng lãnh thiên thần. Đến địa ngục, đến nỗi lo sợ của tôi về việc bách và tôi đang đối mặt với một vấn đề mà cả hai chúng tôi đều không đủ mạnh mẽ để giải quyết. Tôi ra khỏi giường và thấy một mẩu giấy nhắn màu vàng được đính vào chiếc gương trong phòng tắm. Tin tốt là mẹ đã thuyết phục được cô Linh không bảo Scott ghé qua đón con sáng nay. Tin xấu là, cô Linh nhất quyết muốn con dẫn Scott đi thăm thú thị trấn. Đến nước này thì mẹ không chắc là lời từ chối sẽ có tác dụng. Con đưa cậu ta đi chơi sau khi tan học được không? Đi một lát thôi, đừng lâu quá, mẹ để số điện thoại của cậu ta trên kệ bếp ấy. Hôn con, mẹ tái bút tối nay mẹ sẽ gọi điện cho con từ khách sạn. Tôi rên rỉ và gục chán xuống kệ bếp. Tôi không muốn ở bên Scott dù chỉ là 10 phút, huống hồ là tận vài giờ đồng hồ. 40 phút sau tôi đã tắm xong, mặc quần áo và ăn hết một bát cháo bột yến mạch dâu tây. Có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa và thấy Vi đang tươi cười. Đã sẵn sàng cho một ngày đầy ắp niềm vui trong lớp học hè chưa, nó hỏi tôi túm lấy cái ba lô đang treo trên móc ở tủ treo áo khoác hãy cố mà chịu đựng cho qua ngày hôm nay được chứ oa wow, ai khiến cậu bực mình vậy scott panopách hẳn là bệnh tè dầm của cậu ta không biến mất theo thời gian mình phải dẫn cậu ta đi dạo quanh thị trấn sau khi tan học đi chơi riêng với một anh chàng có gì mà phải bực mình chứ đáng lẽ tối qua cậu phải có mặt ở đây Bữa tối thật kỳ quặc. Mẹ của Scott bắt đầu kể với mẹ con mình về quá khứ rắc rối của cậu ta, nhưng Scott đã ngắt ngang. Không chỉ thế, có vẻ như cậu ta còn đe dọa cô ấy. Sau đó cậu ta xin phép vào phòng tắm, nhưng cuối cùng lại đứng ở hành lang để nghe trộm mọi người trò chuyện và rồi nói chuyện bằng ý nghĩ với mẹ cậu ta. Có lẽ thế, có vẻ cậu ta đang cố giữ bí mật cuộc sống của cậu ta có vẻ chúng ta phải làm một việc gì đấy để thay đổi điều đó. Tôi đi trước Vi hai bước dẫn đường ra ngoài và đột nhiên dừng lại. Trong đầu tôi vừa lóe lên một ý tưởng. Mình có ý này, tôi nói, quay người lại. Tại sao cậu không đưa Scott đi chơi nhỉ? Không, mình nói thật đấy, Vi ạ, à, cậu sẽ thích cậu ta. Cậu ta có vẻ bất hảo, bất cần, liều lĩnh thậm chí cậu ta còn hỏi nhà mình có bia không thật khiếm nhã đúng không mình nghĩ cậu ta chính là hình mẫu lý tưởng của cậu đấy không được mình đã hẹn đi ăn trưa với rickson rồi tôi cảm thấy tim mình đau nhói tách và tôi cũng đã hẹn ăn trưa vào ngày hôm nay nhưng không hiểu sao tôi linh cảm rằng buổi hẹn đó sẽ không xảy ra tôi đã làm gì vậy tôi phải gọi điện cho anh tôi phải tìm cách nói chuyện với anh Tôi sẽ không để tất cả mọi thứ kết thúc như thế này. Thật kỳ cục, nhưng một giọng nói nhỏ xíu mà tôi coi thường chất vấn rằng tại sao anh không gọi điện cho tôi trước? Anh cũng có nhiều điều phải xin lỗi tôi cơ mà. Mình sẽ trả cậu 8 đô la 32 xu để đưa Scott đi chơi, giá chót đấy, tôi nói. Hấp dẫn thật nhưng không được đâu. Và thêm một điều nữa này, có lẽ bách sẽ không vui nếu cậu và scott cứ liên tục đi chơi riêng với nhau như thế này đừng hiểu lầm mình mình chẳng quan tâm bách nghĩ gì và nếu cậu muốn chọc tức cậu ta thì cậu cứ việc làm thế mình nghĩ mình đã nói rõ ý kiến của mình rồi đấy tôi đang xuống dở chừng bậc thềm và bị trượt chân khi nghe nhắc đến bách tôi đã định kể với vi rằng tôi đã chấm dứt với bách nhưng tôi không thể thốt điều đó ra miệng tôi cảm thấy điện thoại của tôi với ảnh bách được lưu trong đó bỏng rẫy trong túi một phần trong tôi muốn quăng cái điện thoại sang phía rừng cây bên kia đường một phần tôi không thể mất anh nhanh đến thế được thêm nữa nếu tôi kể với vi chắc chắn nó sẽ chỉ ra rằng một cuộc chia tay là cơ hội giúp chúng tôi tự do hẹn hò với những người khác đó là một kết luận sai lầm tôi không nghĩ đến người khác và bách cũng thế tôi hy vọng như vậy đây chỉ là một trục trặc bất ngờ cuộc cãi cọ thực sự đầu tiên của chúng tôi lần chia tay này không phải là vĩnh viễn vì quá tức giận nên chúng tôi đã nói những điều chúng tôi không định nói nếu mình là cậu mình sẽ thoái thác vì nói đôi giày cao chục phân của nó dẫm cồm cộp trên những bậc thềm sau tôi đó là điều mình làm mỗi khi mình lâm vào tình huống khó xử hãy gọi cho scott và bảo với cậu ta rằng con mèo nhà cậu đang bị nghẹn sau khi ăn thịt chuột và cậu phải đưa nó đến bác sĩ thú y sau khi tan học cậu ta đã đến nhà mình tối qua cậu ta biết mình không nuôi mèo vậy thì trừ phi não cậu ta nhũn như món spaghetti bị nhừ cậu ta sẽ đoán được là cậu không hứng thú gì với chuyện này tôi cân nhắc nếu tôi không phải đưa scott đi dạo quanh thị trấn tôi có thể mượn xe của vi và đi theo cậu ta dù đã cố gắng hợp lý hóa những gì tôi nghe thấy tối qua, tôi không thể gạt bỏ sự nghi ngờ rằng Scott đã nói chuyện với mẹ cậu ta bằng ý nghĩ. Nếu là một năm trước, tôi đã coi chuyện đó là vớ vẩn. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Peck đã nói chuyện với tôi qua ý nghĩ vô số lần. Chào Si, hay Zuler, một gã Nephin từng xuất hiện trong quá khứ của tôi, cũng thế. Vì các thiên thần sa ngã không già đi và tôi biết Scott từ khi cậu ta mới 5 tuổi, tôi đã bác bỏ chuyện cậu ta là thiên thần sa ngã. Nhưng cho dù Scott không phải là một thiên thần sa ngã, cậu ta vẫn có thể là Nephilim. Nhưng nếu cậu ta là Nephilim, cậu ta đang làm gì ở Cowater? Cậu ta sống cuộc đời của một thiếu niên bình thường làm gì? Cậu ta có biết mình là Nephilim không? Colin có biết không? Scott đã thề trung thành với một thiên thần sa ngã nào chưa? Nếu chưa, tôi có phải cảnh báo cho cậu ta về những gì sắp xảy đến với cậu ta không? Tôi chẳng thân thiết gì với Scott nhưng thế không có nghĩa là tôi nghĩ cậu ta đáng bị chiếm đoạt cơ thể hai tuần mỗi năm. Dĩ nhiên, có lẽ cậu ta cũng chẳng phải là Nephilim gì cả. Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra mọi chuyện. Sau giờ học hóa, tôi đến bên tủ để đồ, cất sách vở, lấy ba lô và điện thoại của tôi, rồi bước tới cửa phụ để nhìn bãi đỗ xe của học sinh cho rõ hơn. Scott đang ngồi trên mui chiếc Mustang màu xanh bạc. Cậu ta vẫn đang đội cái mũ Hawaii và tôi chợt nhận ra rằng nếu cậu ta cứ duy trì thói quen này, tôi sẽ không nhận ra cậu ta khi cậu ta không đội cái mũ ấy. Chẳng hạn như việc tôi thậm chí còn không biết màu tóc của cậu ta tôi lôi tờ giấy nhắc mà mẹ tôi để lại ra khỏi túi và bấm số của cậu ta. Nora Gray phải không? Cậu ta trả lời. Mình hy vọng cậu không bỏ rơi mình đấy chứ. Tin xấu đây. Con mèo nhà mình bị ốm. Mình có hẹn với bác sĩ thú y lúc 12 rưỡi. Chuyến đi tham quan đành để lúc khác vậy. Xin lỗi nhé, tôi nói xong, không ngờ lại thấy áy náy đến thế. Xét cho cùng, đây chỉ là một lời nói dối nho nhỏ. Và tôi cũng không thực sự tin rằng Scott muốn đi dạo quanh Cowater. Ít nhất thì đó là những gì tôi đang tự nhủ để khiến lương tâm thanh thản hơn. "Được thôi," Scott nói và ngắt máy. Tôi vừa dập máy thì vi tiến lại sau tôi. "Từ chối cậu ta dễ dàng quá nhỉ, đúng là cô gái của tôi." cậu cho mình mượn chiếc neon chiều nay nhé. Tôi hỏi, nhìn Scott tuột xuống khỏi chiếc Mustang và gọi một cú điện thoại. Để làm gì? Mình muốn theo dõi Scott. Để làm gì? Rõ ràng sáng nay cậu ám chỉ cậu ta là một kẻ cặn bã cơ mà. Ở cậu ta có gì đó? Kỳ quặc. Ừ, thứ kỳ quặc chính là cặp kính của cậu ta đấy. Trông giống hau hô gan đúng không nhỉ? Dù gì thì cũng không được. Mình đã hẹn ăn trưa với Rickson rồi. Ừ, nhưng Rickson có thể đón cậu, vì thế mình có thể mượn chiếc nê ông. Tôi nói, liếc qua cửa sổ để chắc chắn rằng Scott chưa nhảy vào trong xe của cậu ta. Tôi không muốn cậu ta rời đi trước khi tôi thuyết phục được vì đưa tôi chìa khóa của chiếc nê ông. Dĩ nhiên là cậu ấy có thể đón mình. Nhưng thế thì mình sẽ có vẻ nghèo túng, phụ thuộc. Ngày nay tụi con trai muốn một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ cơ. Nếu cậu cho mình mượn xe, mình sẽ đổ đầy bình xăng. Vẻ mặt vi dịu đi một chút. Cả đi cả về chứ? Cả đi cả về, tương đương với 8 đô la 32 xu. Vi cắn môi, "Thôi được", nó chậm rãi nói. "Nhưng có lẽ mình nên đi cùng cậu để đảm bảo là không có chuyện gì xấu xảy ra." Thế còn Rickson thì sao? Chỉ vì mình cơ được một hot boy không có nghĩa là mình sẽ bỏ mặc cô bạn thân nhất của mình. Hơn nữa, mình có linh cảm rằng cậu cần mình giúp đỡ. Sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. Mình chỉ theo dõi cậu ta thôi. Cậu ta sẽ không biết đâu, nhưng tôi cũng đánh giá cao lời đề nghị của nó. Vài tháng qua đã thay đổi tôi. Tôi không còn ngây thơ và lơ là như trước đây nữa, và ý tưởng dẫn Vi đi cùng vẫn hấp dẫn tôi. Đặc biệt nếu Scott là Nephilim. Trước đây tôi chỉ biết một tên Nephin và hắn đã cố giết tôi. Sau khi Vi gọi điện và hủy cuộc hẹn với Rickson, chúng tôi đợi cho đến khi Scott chui vào trong xe và lùi ra khỏi chỗ đỗ xe của cậu ta rồi mới ra khỏi tòa nhà. Cậu ta rẽ trái ra khỏi bãi đỗ xe, Vi và tôi chạy nhanh đến chiếc Dodge Neon 1995 màu tía của nó. "Cậu lái," Vi nói, ném cho tôi chìa khóa. Vài phút sau, chúng tôi đuổi kịp chiếc Mustang và tôi giữ khoảng cách với cậu ta qua ba chiếc xe. Scott rẽ lên đường cao tốc đi về phía đông hướng ra biển và tôi theo sau. Nửa tiếng sau, Scott đi vào bến tàu và lái xe vào một bãi đỗ xe ở rìa của dãy cửa hàng dẫn ra biển. Tôi giảm tốc độ, chờ cậu ta khóa cửa xe và bước đi, rồi mới đỗ xe cách cậu ta hai hàng có vẻ Scotty tè dầm đang đi mua sắm, Phi nói. Nhắc đến mua sắm, cậu không phiền gì nếu mình đi xem mấy món đồ một tí trong khi cậu thực hiện cái trò điều tra nghiệp dư này được chứ? Rickson nói cậu ấy thích con gái quàng khăn, mà tủ quần áo của mình chả có cái khăn nào. Đi đi, đi cách Scott nửa dãy nhà, tôi thấy cậu ta bước vào một cửa hàng thời trang và chưa đầy 15 phút sau đã đi ra với một cái túi mua hàng cậu ta vào một cửa hàng khác và 10 phút sau lại bước ra. Chẳng có gì bất thường, và chẳng có gì khiến tôi nghĩ rằng cậu ta có thể là Nephilim. Sau khi ra khỏi cửa hàng thứ ba, Scott hướng sự chú ý đến một nhóm nữ sinh đại học đang ăn trưa bên kia đường. Họ ngồi ở một cái bàn có che ô ở hiên của một nhà hàng, mặc quần sóc và áo bikini. Scott lôi điện thoại có gắn camera ra và chụp trộm vài bức ảnh tôi nhăn mặt quay sang ô cửa sổ gắn kính dày của tiệm cà phê bên cạnh tôi, và đó là lúc tôi thấy ông đang ngồi ở một bàn bên trong. Ông mặc quần kaki một cái áo sơ mi màu xanh và một cái áo khoác vải lanh màu ngà. Mái tóc vàng rợn sóng của ông lúc này đã dài thêm, được buộc kiểu đuôi ngựa. Ông đang đọc báo. Bố tôi, ông gấp tờ báo lại và đi về phía cuối tiệm. Tôi chạy trên vỉa hè đến cửa tiệm cà phê và nhào vào trong bố tôi đã biến mất trong đám đông. Tôi đi về phía cuối tiệm, điên cuồng nhìn quanh. Hành lang lát gạch trắng và đen kết thúc với phòng vệ sinh nam bên trái và phòng vệ sinh nữ bên phải. Không có lối ra nào khác có nghĩa là bố tôi hẳn đang ở trong nhà vệ sinh nam. Cậu đang làm gì thế? Scott hỏi qua vai tôi. Tôi quay ngoát lại. Làm thế nào? Cậu, cậu đang làm gì ở đây? Mình cũng đang định hỏi cậu câu ấy đấy mình biết cậu theo dõi mình. Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế. Nhờ có gương chiếu hậu đấy. Cậu có theo dõi mình vì lý do gì đặc biệt không thế? Tâm trí tôi đang xáo trộn đến mức chẳng còn quan tâm đến những lời cậu ta nói. Làm ơn vào nhà vệ sinh nam và xem hộ mình xem có người đàn ông nào mặc áo sơ mi xanh dương trong đó không? Scott gõ vào chán tôi. Ma túy, rối loạn hành vi. Cậu đang cư xử rất kỳ cục đấy. Hãy làm thế đi." Scott đá cửa nhà vệ sinh nam khiến nó mở tung. Tôi nghe tiếng cánh cửa của các buồng vệ sinh mở ra và một lát sau cậu ta quay lại. "Chẳng có gì, mình đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dương bước vào đó mà. Làm gì còn lối ra nào khác chứ? Tôi nhìn sang cánh cửa bên kia hành lang cánh cửa khác duy nhất tôi bước vào phòng vệ sinh nữ và lần lượt mở từng ngăn, tim đập thình thịch. Cả ba ngăn đều trống không? Tôi nhận ra tôi đang nín thở, và chút ra một hơi. Những cảm xúc trở nên hỗn loạn trong lòng tôi, trên hết là sự thất vọng và sợ hãi. Tôi đã nghĩ tôi trông thấy bố tôi vẫn còn sống. Nhưng hóa ra đó chỉ là một trò đùa độc ác của trí óc. Bố tôi đã mất ông không bao giờ quay lại và tôi cần tìm ra cách để chấp nhận sự thật đó tôi ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường và cảm thấy toàn thân rung lên vì những giọt nước mát